Yeah. So, can you see my screen, Minh? Can you see my screen? Yes, very good. So now let's start with part number one. In this part, I would like you to look and read two the correct words and write them on the lines. There's one example. This is the ninth letter of the alphabet. Ký tự thứ 9 trong bảng chữ cái. Đáp án của mình là chữ I ha. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Chữ I đứng thứ 9 trong bảng alphabet, trong cái bảng chữ cái ha. Nên đáp án của mình là I. Continue with the first question. Đọc cho cô câu số 1 nè. The first question. Read out. This is one of the day of the week. Yeah, this one of the days of the week. So what is your answer? Chỉ có một ngày. One of the days of the weekend. The weekend chứ không phải là the week nha con. Weekend. Weekend là sao con? Weekend là Saturday hoặc là Sunday đó con. Weekend là ngày cuối tuần ha. Một trong những Saturday. Ngày Saturday, very good. Correct answer. Number two, read out loud. Number two, please. This is the letter before her H in the alphabet. In the alphabet, this is the letter before. Trước ký tự H, chữ cái H trong bảng chữ cái, đó là chữ gì? À, đọc bảng chữ cái cho cô nào. G, very good. A, B, C, D, E, F, G, H, đúng không? Number three. Number three, what is it? Number three, read out loud. Đọc câu hỏi cho cô nào. This is the third letter of the alphabet. Yeah, this is the fifth letter of the alphabet. So the answer is? Ngày năm. Fifth là ngày năm. Fifth là thứ năm. Ký tự thứ năm. Đứng thứ Friday. Năm trong bảng. Không, ký tự đứng thứ năm. Chữ cái đứng thứ năm trong bảng chữ cái cần. Đọc cho cô nè. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Very good. Is it the correct answer? Number four. Number four, what is your answer? This is the day picture. Between Sunday and Thursday. Yes, between Sunday and Tuesday. Sorry, Monday. Monday, very good. Tuesday nha con. Giữa Sunday và Thursday. Không phải Thursday mà là Tuesday. Thursday. Đúng rồi. Number five. This letter is near the end of the alphabet. Near the end. Near the end of the alphabet. Your answer is Saturday. Saturday. No. Không phải là Saturday mà là ký tự X. À, cái ký tự mà nằm gần cuối của cái bảng chữ cái đó là X ha. Number 6, câu số 6 nè. This is the day before Thursday. This is the day before Thursday. Tức là đứng trước đứng trước thứ mấy? Đứng trước thứ mấy? Thursday là thứ mấy? Thursday là thứ năm. Thursday là thứ năm. Vậy thì before Thursday là thứ mấy? Là thứ tư.
Wednesday. Wednesday, correct answer. Very good. Continue part number two. In this part, I would like you to look the picture. Look at the picture and write yes or no. Nhìn vào bức tranh và mình sẽ đọc cái câu miêu tả. Sau đó mình sẽ nhìn vào bức tranh. Nếu như đúng thì mình sẽ ghi yes. If it is wrong, write no. Sai thì mình ghi no ha. Let's start with number one. Read out loud number one for me, please. The monkey has curly tail. Yes, the monkey has curly tail. Yes or no? No. No, are you sure? No. No, okay, now let's check the answer. The answer is yes. Curly tails là những cái đuôi, đuôi xoăn đó các. Những cái đuôi mà nó xoăn ha. Trong bức tranh đúng là cái đuôi của nó cong lại, nó xoăn lại đó các. So the answer is yes. Can you see it? Can you see it? Đây ha, đó. Can you see it? Cái đuôi của nó xoăn. So the correct answer is yes. Number two. What is your answer, number two? Number two, what is your answer? Number two, read out loud. Đọc cho cô nghe nè. Number two, what is it? Read out loud. Minh ơi, đọc cho cô number two nè con. Dạ cô, the yellow flower on taller than the moon. Yes, taller than the man. Look at the picture and tell me it is yes or no. 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 Những bông hoa màu vàng thì cao hơn người đàn ông, đúng hay sai? No. No, are you sure? Yes. The answer is the correct answer is đáp án chính xác của mình sẽ là yes. Look at the picture, con nhìn kỹ cho cô. Cái bông hoa màu vàng nó cao hơn người đàn ông đó con. Can you see it? Đây ha. Cái hoa nằm đây nè. Cái đó là vị trí cô chứ thật ra nó đâu có cao hơn đâu cô. Nhưng mà nhìn vào thì nó cao hơn ha. Đây người ta nói là những bông hoa màu vàng thì cao hơn người đàn ông. Đúng mà ha. Đây, mình canh văn đây nghe. Sau này ví dụ mình nhìn như bức tranh đó, người ta hỏi vị trí á, cô chỉ mình nè, mình cứ lấy cái chiều cao của một cái vật xong rồi mình cứ kẻ ngang qua cho cô ha. Nếu như mà nó dưới cái mức đó thì mình sẽ gọi là thấp hơn, nếu như cao hơn thì mình nói là cao hơn ha. Đây, cứ canh cái vị trí đó xong còn cứ vẽ ngang một đường cho cô gì nè, được ha. Continue number 3, câu số 3 nè. Number 3. There is a spider on the man's shoulder. Shoulder, yeah. Shoulder. Yes or no? Shoulder. There is a spider on the man's shoulder. Là bộ phận gì trên cơ thể? Một bộ phận. Đúng rồi. Yes or no? Yes. Yes. Now let's check the answer. Are you sure? Sure, okay. So the correct answer is yes. Very good. Number four. The girls are afraid of the jungle. The girls are afraid of. Chị đó mình là afraid ha. Afraid of the jungle. Afraid of afraid the of jungle. Là quan sát, muốn con. Afraid là sợ nha con. Scare. The girls are afraid of the jungle. No. Không sợ đúng không? Mình nhìn là họ đang rất là vui.
Continue. Number five. What is it? Number five. One of the girls is wet because it's raining. It's raining. Yes or no? No. No. Okay. No is the correct answer. Very good. Trời không có mưa ha. It isn't raining. Number six. What is your answer? One of the girls is drinking a glass of water. Yes. Yes. No. The answer is no. Why? Because a class. Mình gạch dưới một chữ sai, đó chính là chữ a class ha. À, water thì có water nhưng không phải a class mà là a bottle. A bottle, very good. Cho nên là no ha, không đúng. Một chai nước chứ không phải một ly nước. Continue with the next exercise, part number 3. Read the task and choose the best answer. Mình sẽ có một đoạn hội thoại giữa hai nhân vật là Andrews và Chance. Câu ví dụ là hello Jan, dì Jill nói. Jan trả lời là hello Andrew. Mình sẽ giúp cái nhân vật thứ hai á, à, trả lời làm sao cho hợp lý nhất với cái câu hỏi của nhân vật thứ nhất. Let's start with number one. Bắt đầu với câu số 1 nào. Number one. Mình đọc ra cho cô nha. Number one, what is it? Read out loud. Andrew, where are you going? Where are it's you going? Going. Yeah. Vậy thì đáp như thế nào một cách hợp lý nhất? A, B or C? C. C, to my friend's house. Are you sure? Yes. Very good. Correct answer. Because the question asks about where. So the answer is to my friend's house. Câu hỏi là hỏi ở đâu. Nên mình phải đưa cho người ta một cái địa điểm ha. Continue. Number two. What is your answer? Number two. Read out loud, please. Yeah. Read question number two for me. Is there a birthday party? So A, B or C? C. C, is there, are you sure? Do you understand the questions? Is there a birthday party? Mình giúp cô dịch nghĩa câu này nha. Đó có phải sinh nhật không? Is there a birthday party? Có phải là đang có một cái bữa tiệc sinh nhật không? A, happy birthday. Chắc chắn là không phải rồi ha. B, yes, John 16. Vâng, là lần thứ 16, sinh nhật lần thứ 16 của John. And C, is there? So the answer is B. B is the correct answer. Người ta hỏi là có phải có một bữa tiệc sinh nhật không? Thì mình trả lời là đúng rồi, tiệc sinh nhật lần thứ 16 của John ha. Còn is there có nghĩa là cái vật gì đó đang ở đó con. Is there có nghĩa là một cái vật gì đó, mình lấy chủ ngữ là it ha. There là vị trí là ở đó, nó ở đằng đó, không hợp lý trong trường hợp này. So the answer is B. Number three, read out loud the question for me, please.
Number three, read out loud. Đọc cho cô nè. Did you buy some new clothes? Did you buy some new clothes? So A, B, or C is your answer. A. A. Yes, I needed some. Are you sure? No. No. So what is your answer? Read again. Đọc lại lần nữa cho cô nào. Read again. C. C. I haven't got any. Now let's check the answer. The answer is A. Did you buy some new clothes? Bạn có phải là bạn đã mua một vài bộ quần áo mới không? Yes, I needed some. Đúng rồi, tôi cần một vài cái. A, đáp án của mình đúng đó con. A ha, the first answer. Number four, what is your answer? I like your hair. I like your hair. C. C, okay. C is the correct answer. Người ta khen mình thì mình sẽ thank you, cảm ơn ha. Number five. Number five. Đọc câu số 5 cho cô nào. Number five, what is it? Câu số 5. Shall I take you to the party? Shall I take you to the party? So the answer is? I would like to. Are you sure? Are you sure? Shall I take you to the party? Tôi có thể dẫn bạn đến bữa tiệc không? I would like to. Yes, I want it. Or yes, please. A, B, or C is your answer. Which one do you choose? Đáp án của mình sẽ là B. Now let's check the answer. C is the correct answer. Rồi, cô phân tích nha. Người ta hỏi mình là tôi có thể dẫn bạn đến bữa tiệc không? Có người ta rủ rê mình đúng không? Thì mình trả lời là yes, làm ơn. Có nghĩa là mình đồng ý ha. Và mình nói please, nghĩa là mình thể hiện cái lòng biết ơn của mình, nhờ vả của mình. Tại sao không phải là B? Yes, I want it. Vâng, tôi muốn nó. Nhưng mà nó đây là cái gì ha? I want it. Và có một cái vật gì đó cụ thể thì mình mới dùng là it được. Rồi câu A, I would like to. I would like là tôi muốn. Khi mình muốn đưa ra yêu cầu của ai đó, mình mới dùng là I would like to. So the correct answer is C. Đó là tại sao đáp án C đáp án đúng của mình ha. Number 6. Number 6, what is your answer? Number 6. Have a nice time. Chúc bạn có một khoảng thời gian tuyệt vời. Have a nice time. Vậy thì mình trả lời là đơn giản thôi con. Người ta chúc mình thì mình đợi con tí con, đợi con tí. Okay, I will wait for you. Người ta khen mình thì mình sẽ
ơi cơ. A. Okay, so A is your answer. Very good. Người ta khen mình thì mình cảm ơn ha. Part number four. Read the story and then write the correct word next to the numbers. Mình sẽ đọc một câu chuyện, sau đó sẽ lựa ra trong những bức tranh. À, những bức tranh ở bên cột bên phải, từ nào thích hợp để đi vào chỗ trống bên câu chuyện. À, let's look at the example. Nhìn ví dụ cho cô nha. A very famous chấm 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 live. Vậy thì chứng tỏ đây sẽ là một danh từ. À, và trong tất cả những danh từ bên cột bên phải chỉ có một chữ là chữ man thích hợp nhất để điền vào thôi. Có một người nổi tiếng sống opposite me, đối diện tôi. Cho nên mình sẽ đem chữ man đưa vào cái khoảng trống thứ nhất này. Continue with number one. Mình đọc câu chuyện lớn cho cô và tới mỗi câu đọc đáp án cho cô ha. Bắt đầu từ his name nào con. Đọc cho cô từ his name. Đầu cả. His name is Bang. His name Mr. Bang. Mr. Bang. His house has 10 bedrooms in a beautiful garden. He chấm 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 four different cars. Chắc chắn phải là một động từ đúng không? Dạ. Yeah. Right. Nhưng mà liên quan đến nhà thì chỉ có ngủ thôi cơ. Liên quan đến car con. Con số 1 liên quan đến car. Xe. À. Drive. Very good. Lái 4 chiếc xe khác nhau. Continue. Tập tiếp cho cô nào. And he four different car. And he fell to walk in a helicopter. Yeah, he has parties very every Saturday. Every Saturday. Saturday chấm 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 chấm. Vậy thì sao? Saturday mình sẽ điền thời gian đúng không? Evening. Evenings. Okay, very good. Correct answer. Continue. He plays the piano and dance. He played the piano and dance to music with his friend. And dance. So number three is dance. Very good. Dance. My family isn't farmers and don't have a big house, but Mr. Banks. Mr. Banks. Often Banks. Banks. Mr. Bang. Often. 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 Come to see us last Thursday morning. No, not Thursday. Last Tuesday. Last Tuesday. I am. Động từ. Tiếp tục là một động từ. Sleep. I slept. No, not slept. Ở phía sau mình thấy chữ window. Look. Look very look good. No, không phải look it con mà là look thôi ha. Looks. Look. I looked out of my window. There was lots of snow outside. I went downstairs. I went downstairs to have my breakfast. Have my breakfast. Very good. Continued. In the kitchen, mom and dad were there. Were there. Were there. Mr. Banks
was to hello. 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 I say, I can't go to school today. There's snow on out the roads. I can take you to school in my helicopter. Jim, would you like to do that? Well, I say yes, please. Well, I said yeah, please. Okay, so number six, what is your answer? Đáp án câu số 6 của mình là gì con? There's no on under. Đáp án câu số 6 của mình là gì nè? Number 6, what is your answer? Đáp án câu số 6 con là roads. Very good. Những con đường ha. On the roads. Very good. So now let's move on to number 7. Now choose the best name for the story. Chọn tên hợp lý nhất cho câu chuyện vừa rồi. Trước khi mình làm câu này thì bây giờ mình phải nhìn qua những cái new vocabulary trước ha. Right. Is there any new vocabulary? Có những từ vựng nào mới đối với mình không nè? Con nhìn xem có từ nào mà con chưa biết nghĩa không? Flat. Từ nào con? Dòng thứ mấy? Tell me. Dòng thứ mấy? Không phải dòng cô, cái trong cái những từ để mà điền vào đó cô. Rồi, right, chữ slap đúng không? Dạ. Yeah. Slap có nghĩa là quá khứ. Quá khứ của chữ sleep. Sleep. Slap là đã ngủ ha. Sleep là ngủ, slap là đã ngủ. Rồi, right. Is there any new words? Còn từ nào không? Famous. Famous, đúng không? Chữ famous. Famous. Đây, famous có nghĩa là nổi tiếng nha. Rồi, còn từ nào nữa không Minh? Hết rồi. Hết rồi đúng không? Rồi vậy thì bây giờ trở lại câu vừa rồi, chọn cho cô tên hợp lý nhất cho câu chuyện này là gì? A helicopter ride, Mr. Bang children, hay là a holiday in the snow? Một chuyến đi holiday thực thăng. In the snow. Holiday in the snow. Cho cô biết câu nào trong bài giúp Minh chọn đáp án là a holiday in the snow. Dạ là từ cái last morning đến outside cô. Từ last morning đến outside. Đọc nguyên câu ra cho cô nè. Last Thursday morning, I look at out. I look out of my window. There was lots of snow outside.
Okay, so now let's check the answer. The correct answer is A, a helicopter ride. Helicopter ride. Một chuyến đi trực thăng. Lý do tại sao? Mình đọc lại câu chuyện và cho cô biết nhờ câu nào mà con chọn được mà mình đáp án đúng của mình là a helicopter ride nha. Thưa cô, là cái câu từ Mr. Pink was to hello đến hết. Đọc cho cô cái đoạn đó nè. Mr. Pink was to hello. I say I can't go to school today. There's no on out the road. I can't take you to school in my helicopter. Jim, would you like to do that? What? I say yes, please. Hết chưa? Rồi. Ok, very good. Đáp án chính xác ha. Mình dựa vào những câu đó để chọn đáp án là a helicopter ride. So now let's move on to part number five. Part number five. Look at the picture and read the story. Write words to complete the sentences about the story. Nhìn vào những bức tranh và đọc câu chuyện. À. Write words to complete the sentences about the story. Câu chuyện của mình có tên là gì Minh? My birthday. My birthday party. My birthday party. Very good. Bữa tiệc sinh nhật của tôi. Rồi Minh giúp cô đọc câu chuyện nha. My name Petty. It was my birthday last weekend. On Friday, I phoned some of my friends. Hello, Jane, I say. Would you like to come to my party on Sunday evening? Sorry, Peter, I say. I can't. I go back to church. Then I phone John. He said, no, sorry, I played football yesterday and I hungry my leg. I hurt my leg. Very good. I hurt my leg. What does it mean? Dạ là đau chân. Đúng rồi. So now chân let's look at example. Những ví dụ cho cô ha. Ở đây mình sẽ tìm thông tin và điền vào chỗ trống bằng cách mình sẽ nhìn cái câu chuyện ở phía trên. Người ta cho mình chữ birthday, người ta chừa trống ở phía trước. Vậy thì mình phải tìm xem là sinh nhật của ai ha. Và đáp án của mình là Betty như câu ví dụ. Câu ví dụ thứ hai là người ta chừa trống ngay chỗ sau chữ to. Invite them, mời ai đó đến một cái nơi nào đó. Thì mình sẽ tìm thông tin ở trên và mình phát hiện ra party. Party nằm ở dòng thứ ba ha, là đáp án của câu này. Đây, would you like to come to my party? À, nên mình sẽ điền vào chữ party trên đây. Bây giờ mình giúp cô làm câu số 1 nha. Từ câu số 1 nè. Number 1, what is your answer? Number 1, what is your answer? Read out loud the sentence for me. Read out loud. John couldn't. John count. Couldn't. John couldn't.
go to the party. The party because she had toothache là bị gì vậy con? Đau răng. Đúng rồi, đáp án chính xác. Toothache, giỏi. Number 2, câu số 2. John can't go because John couldn't go because he hurts his leg a football game. Correct answer. Very good. Continue. Number three. On Saturday, I phoned Ben. He said, I'm sorry, my dad has to work on Sunday. He can't drive me to your house. Then I phoned him. No, I'm sorry, she said. I'm with my cousin. That day, I'm stressed. I started to cry. Yes, I started to cry. I wanted my friend with me on my birthday, Mom say. Don't be sad. Grandma and Grandpa can come here that evening. So and, number 3, what is your answer? Ben couldn't come because his dad has to work on Sunday. Very good. Vậy thì mình sẽ điền vào chữ his dad, đúng không? Hoặc là his father đều được hết. Number 4. Number 4, what is your answer? Number 4, the last person. Mình kiếm câu nào có chữ the last person? Câu nào có chữ the last person? That Betty phone is... Câu nào mà xuất hiện tên hoặc là xuất hiện một cái nhân vật nào đó. Kim, are you sure? I'm sure. Kim is correct answer. Very good. Đây, mình thấy chữ iPhone Kim. Vậy thì ai ở đây? Đó chính là Betty nha. Đúng rồi, giỏi. Kim là cái người mà Betty đã gọi. Cuối cùng, number 5. The last person. Betty started praying. Started praying. Because her. Lại tiếp tục nhân vật khác xuất hiện nữa. Ai mà không thể đi cùng cô ấy đến cái bữa tiệc sinh nhật? Grandma and friend.
Friend, are you sure? I'm sure. Okay, now let's check the answer. Very good. So her friends. Không thể đến dự được ha. Correct answer. Friends. Number six. Betty chấm 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 could go. Could go to her house that day. Yes. Lại là một nhân vật. John said. Nhân vật nào xuất hiện nữa trong câu chuyện nè? Mom. Mom said chưa liên quan. Mom mẹ chỉ nói thôi. Don't be sad. Grandma and grandpa can come here that evening. That evening. Vậy thì câu số 6 mình sẽ điền vào. Câu số 6 mình sẽ điền vào chữ gì? Chữ đáp án nằm ở câu cuối cùng mình vừa mới đọc đó con. Đáp án nằm ở câu cuối cùng mình vừa mới đọc. Come here then that evening. Câu cuối cùng trong bài Grandma and Grandpa chính là đáp án của mình ha. Người mà có thể đến nhà của Betty đó chính là Grandpa và Grandma. Mình có thể điền grandparent cũng được. Mình điền grandma và grandpa cũng được. Mình điền grandmother and grandfather đều được. Chấp nhận cả ba đáp án luôn ha. Miễn sao có liên quan đến grandma và grandpa là được. Right. So next class, bữa sau mình sẽ tiếp tục với number 7 tới number 10 nha con.